Xin chào toàn thể các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Hiếu Minh Audio bên em. Thì ngày hôm nay em có đi nâng cấp và lắp đặt một nâng cấp và một bộ karaoke gia đình, sử dụng một em súp hơi bãi 50 và một em vang DB S700, một em mới new 2020 vừa mới ra, các bác đang order và đang đặt rất nhiều các bác nhá. Thì hiện tại đây, bác chủ đang dẫn đường cho em đi về nhà bác. Hiện tại em đang ở Nam Viên, trường tiểu học Nam Viên đó, bên Vĩnh Phúc các bác ạ. Ok, vào tới nhà bác chủ em sẽ quay review và gửi đến các bác nhé. Đường nhà bác chủ là hơi lòng vòng. Ây da, công trường đang thi công. Ôi dê. Ok, cuối cùng em cũng đã tới nơi nhà bác chủ đây. Nhà này mới xây đó, chưa sơn. Đây, bộ đàn cho bác chủ là chơi quả cặp này rất chi là khủng bố luôn. Một cặp bầu đằng sau. Đấy, cái tủ này bỏ ra là cái chỗ ạ. Đây. Còn đây là toàn bộ hệ thống máy của chú ấy. Lọc nén lưng đầy, và cơ mic trồng rất chi là cao. Chút nữa em chỉ được thay thế đúng em vang này vào và sẽ là xong rồi. Đó, rất chi đẹp và gọn gàng. Này, nó kết cặp loa này của chú. Hơi bị to. Không hiểu bác tư vấn kiểu gì mà chơi vang cơ lại lọc nén nâng nữa. Hơi nhiều, dùm giả bạn. Đó, các bác trên màn hình các bác không thấy rồi. Đó, toàn bộ này. Ok, và bây giờ em sẽ đi vào xử lý bộ này các bác nhé. Cuối cùng trời đã tối, vì máy tính em hỏng giờ mới xong đấy, nên là không làm được, may quá can thiệp thời rồi. Đây là bác chủ dùng cả bộ array, em đã xét xong. Mời các bác nghe qua thử chất âm nhé. Em đang chỉnh nốt chế độ echo. 1, 2, 2, 2. Bác chủ đang cải tiến bên em hát thử tặng các bác nhé, cho là mình tự biên tự diễn đấy. Mẹ về chưa? Mẹ ơi đừng xa mẹ đi trong nhà. Mẹ ơi đừng lo đàn con này lo. Mẹ ơi con đã ru em ngủ rồi. Vì thương chúng con mẹ lặn lội gió mưa vẫn còn. Lời ru ấy. Dù là bão giông trên đời, mẹ tất cả mẹ gánh con trên vai người. Giờ đây lớn khôn con dần dần cánh bay giữa trời. Là bao nhiêu tuổi thanh xuân mẹ dành cho con đấy. Ngày mẹ đâu là ngày con sinh ra tầm cao.
cuộc đời mẹ đã